Chiến trận tiếp diễn tại Syria, tin từ Bisenku. Các viên chức cao cấp của Hoa Kỳ và Nga sẽ gặp chuyên viên về hòa giải quốc tế về vấn đề Syria là ông Lada Brahimi tại Geneva vào thứ Ba tuần sau để bàn về một hội nghị quốc tế nhằm chấm dứt cuộc nội chiến tại quốc gia này, theo lời phát ngôn viên Tổ chức Liên Hiệp Quốc cho biết ngày hôm nay. Hội nghị lúc đầu dự trù vào cuối tháng 6 hoặc tháng 7, nhưng này có thể sẽ phải dời đến tháng 8 sau khi các lãnh tụ của 8 nước tân tiến đã đụng độ với Nga về một chính quyền lên thay thế. Nga và Iran là hai nước hiện đang hỗ trợ cho Tổng thống Bashar al-Assad và cung cấp vũ khí, trong khi tổ chức Hezbollah đã đưa người đến tăng cường hỗ trợ cho quân đội của ông này. Các quốc gia Tây Phương vào tuần trước đã đồng ý sẽ gia tăng viện trợ cho lực lượng nổi dậy, đa số là người Hồi giáo Sunni, sau khi quân đội chính phủ đã đánh bật phe nổi dậy ra khỏi thành phố Qusair về phía bắc của thủ đô Damascus. Các vị ngoại trưởng của tổ chức những người bạn của Syria là những nước ủng hộ đối lập sẽ họp tại thủ đô Doha của Qatar vào ngày mai thứ Bảy để bàn về việc giúp cho lực lượng dân quân bảo vệ thành phố miền bắc Aleppo. Trong khi vẫn còn những bất đồng về một phương cách chính trị nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng, những người có mặt tại chỗ cho biết chiến tranh vẫn lan tràn giữa lực lượng quân đội trung thành với ông al-Assad và phe dân quân. Hình ảnh phổ biến trên một trang mạng xã hội cho thấy quân nổi dậy Syria đã tấn công vào một căn cứ của quân chính phủ với một số binh sĩ thân chính quyền bị bắn hạ. Người ta tin rằng đoạn video này được quay tại quận Kabul trong vùng thủ đô Damascus, trong khi một khúc video khác cho thấy phe dân quân đang tấn công một chiếc xe tăng. Những người ủng hộ phe nổi dậy tố cáo quân đội chính phủ đã pháo kích vào một khu dân cư, kể cả một trường học, trong khi phi cơ của chính phủ cũng thả bom ở vùng Hama. Hơn 93.000 người đã thiệt mạng trong cuộc nổi dậy kéo dài 2 năm qua tại Syria.